mình là âm dương của ta đây. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nè, đi qua lấy cái cuốn kiện cho tôi. Đưa qua nhà này. Đi qua lấy cái gầm ở đây. Đặt cái này qua cái dĩa cho tôi. Đặt vô cái dĩa cho tôi. Nè. Mấy đứa nghe em nói nè. Đứa nào ngồi ở đâu ngồi im lấy chưa? Không có được đi đi chưa? Ông đi vô này chút. Giao hồn mày sống không thác thêm. Mày về mày hộ độ mày giật mặt mày chỉ tên cái thằng nào mà bắt mày đó nha. Tao nói thiệt với mày á, tao móc mắt nó, tao mổ bụng nó ra. Tao nói thiệt mà tao không làm được cái điều đó đó hả? Là tao sẽ ở nhà nó suốt 3 ngày 3 đêm. Tao xù tao rủa cho nó ói mật xanh mật vàng mật đỏ. Rồi nó thiệt với mày á, trời ơi tao cho nó. Nó là mình mẩy nó sưng phù lên. Rồi cái tự nhiên cái gì mà ông dùm mấy chỗ quan huyện ăn đường nó ăn như xác ta. Dạ dạ bẩm ông, bà bị mất con gà rồi bây giờ bà đứng nó la làng vậy đó. Vậy hả? Bà kia, cái chỗ này quan đường người ta nghiêm trang, bà làm gì bà chửi với ai ông dùm ra? Tôi thử bới rồi nào, tôi nói là tôi trình bày, tôi thua kiện chứ tôi la lớn rồi nào. Vậy bà trình bày cái gì, bà trình bày coi. Tôi mất con gà, bà vậy tôi tới tôi trình quan nữa. Bà bắt kẻ dùng con gà dùng tôi đây. Nó bắt được cái thằng nào mà nó bắt con gà của tôi ra về đó. Móc mắt bổ bụng nó dùm tôi đây. Đóng lông nó đây. Trời ở lại trời tôi tức quá. Im đi. Nín đi đừng có lao quá. Cái vụ này là tôi không có xử được. Ủa sao sao vậy? Mà phải quan xử mới được. Quan tới. Ủa tôi không phải ông là quan hả? Tôi đâu phải quan đâu. Quan tử rồi, quan tử rồi. À, mới là quan. Đó. Dạ bẩm quan, con tới đây là để con kiện cáo cái vụ con mất con gà. Con... Ê nhỏ, xuống mày. Quang trời ơi, cái chỗ tông đường của người ta vậy mà mày lên mày mày ngồi mày giỡn chơi hả mày? Xuống. Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này biết xử tiền cái gì mà đưa nó lên đây xử. Khủng lắm. Ta là quan cái thằng nhỏ gì? Quan hả? Tướng ta nhỏ nhưng mà mặt ta già. Có chuyện gì mà la lối ôm sùm vậy? Dạ bẩm quan, cái chuyện này là cái chuyện... Có chuyện gì vậy? Dạ thưa quan, cái bà này bà có một cái vụ quan ức. Mà cái câu chuyện này á, vụ án này là tôi đã ghi chép ở trong này rồi. Trình quan xem xét thụ lý rồi quan xử. Đó. Thôi để cho bà nói đi. Đừng để cho bà nói. Quan động đi quan xử. Tại sao không để cho bà nói? Bà đâu có trình bày được. Bà cứ chửi sùm từ sáng tới giờ đó. Vậy ngươi trình bày cho tao nghe đi. Dạ, vụ việc như thế này nè. Cái bà này bà mất con gà. Rồi bà nghi dùm ai đó. Ai bà cũng la chửi trơn trời. Thậm chí tôi đứng đây mà tôi nghe còn không hết nữa đó. Bà ơi. Nhưng mà bà mất con gà hay con vịt? Vô gian. Mất gà đi chuyện gà chứ mất dùm đi chuyện vịt trong này hả trời đất hả trời. Hả? Tôi nói vậy đó bà con nghe có được không? Tự nhiên xử lại nói cái gì cũng ra cái gì. Ông nội. Dạ. Mất con gà chứ mất con vịt nào? Để tôi bấm quan cho. Bẩm cái gì cũng không ra cái gì hết trơn à. Dạ bẩm quan. Dạ thưa quan, cái chuyện này rất là quan ước cho con lắm quan. Số là con có nuôi một con gà mà nó được mẹ nó đẻ ra nó hồi bên lớn gì nó bằng cái trứng đó. Con mới chờ cho nó nở ra rồi con nuôi tới bây giờ. Vậy mình nở lòng nào cái thằng khốn nạn nào. Cho
quân ngủ đâu, cái thằng nào, cái thằng khốn nạn nó nở đồng nào nó ăn cắp cái con gà của con. Trời ơi nó. Im lặng. Ôi giời, thấy chưa? Bà la không à? Giờ tao mới biết làm sao. Dạ. Ngươi không cho bà trình bày rồi đó. Dạ. Vụ án này căng. Ngươi tìm cách nào đuổi bà đi chứ. Dạ được, để tôi suy nghĩ. À. Giờ tôi nói bà nghe nè. Cái chỗ này là chỗ quan lớn, công đường nghiêm trang của người ta. Bà đừng có la lối quá. Bà nghe tôi nè. Sự việc nó từ từ ở đây thủ lý rồi, bà yên tâm bà về nhà bà đi. Rồi 1-2 ngày sau đó, hoặc là 1-2 tháng sau, ở đây là bắt được con gà. Cái gì? Trời Phật thánh thần ơi, tôi mất con gà, đáng lẽ là tôi tới đây kiện là phải xử lý cho tôi. Tại sao mà phải đợi tới 2-3 tháng nữa? 2-3 tháng nữa con gà tôi nó tiêu xác, nó còn có bộ lông không sao? Rồi làm sao tôi bắt được thủ phạm? Cái thằng nào? Cái thằng nào tụi bay ngon? Ăn cắp con gà tao mới ra mặt đi. Trời ơi tao nói thiệt mày, tao nhổ mày không còn một khủng long nữa cho thiệt chứ mày. Anh biết không? Biết không? Bây giờ thằng nào? Thằng nào con nào ngon đi, răng ra mặt đi, chịu trận cho tao biết đi, là ăn cắp con gà của tao đi, rồi biết tay tao hả? Ủa sao họ không ai chịu nghe trơn bịch ông Quang? Trời ơi ông bịch lỗ tai làm sao à? Ông nghe cái lời của tôi là ông phân xử cho hả? Im lặng. Bà đến đây nghe tôi xử hay là bà đến đây bà chửi tôi? Bà la lối sùm hết nè. Tức quá mà Quang. Tức cái gì? Vụ án này hơi căng. Thôi xin giải lao 15 phút. Trời ơi cái gì kìa vậy trời? Trời ơi Quang Nguyện, mình tới đây mình xử dân cho dân, tự nhiên cái đồ nghĩ giải lao 15 phút. Bà con nghĩ coi sao? Người ta là cái người dân, người ta quốc ức, người ta có chuyện, người ta mới tới đây, người ta cầu xin xử lầm mà nở lòng nào. Ủa đâu mất tiêu chân rồi. Sao chạy trốn hết trơn hay sao vậy? Quan nói nghỉ 15 phút rồi. Giải lao cái gì? Đó bây giờ bà con nghĩ coi, bà con cũng có quan ức, tôi cũng có quan ức, tới đây nhờ quan phân xử, nở lòng nào? Trời đất ơi, là trời, ông không chửi tôi hả? Tôi ngồi ngoài để tôi không có đi về đâu. Trời ơi, tại sao phải vậy vậy trời hả? Phải phân xử cho tôi để tôi quất ức quá đây. Cứ làm gì cứ cười vậy? Ta đang điên đầu vì cái vụ bà mắc gà nè. Phải tìm cách nào để tìm ra thủ phạm đi. Cứ cười hoài à. Dạ bẩm quan, điên đầu cái gì? Cái chuyện đó thật ra là nó đơn giản, nó dễ ợt hà. Cái gì mà khó nhất đâu. Dễ quá ha. Ta suy nghĩ hoài không ra. Mà ngươi nói dễ là sao? Dạ bẩm quan, để tôi hiến kế cho quan cái này nha. Ha. Bây giờ vậy nè, quan cứ sai lính bắt cái bà đi, cho cái lính nó kèm cặp bà, rồi dân làng liên an qua người giá mã gì hạ kế. Chỉ có người hạ lưu như ngươi mới nghĩ ra kế sách đó thôi. Tính trả thù người ta hả? Người ta chửi ngươi tính tát cho mỏ người ta không phải vậy. Để tôi nói nhỏ cho Quang nghe nè. Sau khi hội ý, bây giờ ta đã có cách xử vụ án này. Dạ, xử liền bây giờ phải không Quang? Trước khi xử vụ án con gà, xử tội bà trước. Hả? Trời ơi, tôi làm cái tội gì đâu xử tôi trời. Tôi đi kiện mà tự nhiên giờ xử tôi là sao? Im lặng. Im lặng. Dạ. Bắt bà ta lại. Không, trời ơi, tôi đâu có làm lỗi. Tôi đâu có làm tội lỗi gì đâu, tự nhiên bắt tôi vậy đó. Im lặng. Bà biết bà tội gì không? Tội náo loạn công đường, tội chửi bới sùm, tội hỗn láo với quan, dám kêu tôi bằng con nít. Dân chúng ở đây ai cũng đều chứng kiến. Bây giờ mọi người sẽ tán vào mặt bà một cái. Trời ơi, quan ơi, quan tội nghiệp chúng tôi già cả rồi. Tán rồi cái kẹo cái hà mình làm sao tôi ăn cơm mà quan ơi. Cỡ tuổi bà ăn cháo được rồi. Mọi người tát bà một cái, y lệnh. Cậu ơi, cậu làm ơn cậu đừng đánh tôi nha, cậu tôi già cả rồi. Cái miệng tôi la lớn thiệt nhưng mà tôi không có chửi tôi mấy người đâu. Tôi chửi cái thằng ăn cắp ăn trộm gà đó, nó quánh. Nó ăn cắp gà của tôi, chứ tôi không có dám như nói là nó xúc phạm gì nữa cậu. Cô đánh nhẹ nhẹ dùm chút kìa. Cảm ơn. Nhẹ nhàng quá. Cậu ơi, thương dùm tôi đi cậu ơi. Tôi già cả lắm rồi. Đừng đánh tôi lỡ tôi xin bầm về. Chứ chồng con tôi nó chê tôi tội nghiệp lắm cô nha.
nhẹ 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 thôi. Mà ngơn quá mà. Cậu ơi, thôi tại vì tôi bức xúc quá, tôi chửi cái thằng ăn cắp con gà tôi. Chứ cậu đám tuổi con của tôi, cậu thương tôi già cả. Đừng quýnh tôi mạnh, tôi nghiệp tôi nha cậu, nhận mặt mày quýnh đi. Im gì đâu, giống như nụm bình vậy thôi. Nó im gì đâu. Cậu ơi, cậu thương giùm tôi đi. Tôi quất ức quá mà. Tôi quất ức, tôi đào mù thuốc mã cái thằng mình. Nó ăn cắp con gà của tôi. Bởi vì tôi cho nó học máu, mửa máu. Tôi đào ông, đào cha, đào ông bà, tổ phụ, tôi đổ xuống sông hết. Chừng nào mà nó ra, tôi thấy mặt của nó, tôi múc con mắt nó. Trời ơi, cậu ơi, mặt nè, tôi đánh nhẹ nhẹ dùm cho cậu. Bắt hắn ta lại. Làm gì bắt tôi, làm gì bắt tôi. Bắt ngươi vì cái tội mọi người đều tát bà ta rất là nhẹ, trong khi ngươi tát bà ta rất là mạnh. Chính quan kêu bắt tán mà. Đúng vậy, ta có kêu mọi người là tát thật mạnh vào mặt bà ta, vì bà ta rất là đanh đá và chửi bới nơi công đường. Nhưng người ta thương tình bà ta già cả sức yếu, lại bị mất trộm gà, cho nên người ta thương tình mà đánh nhẹ tay. Còn ngươi chính là kẻ trộm gà. Mấy ngày nay bà ta chửi bới đào mồ cuốc mã tên trộm gà, nay được dịp trả thù, cho nên ngươi đã dùng hết bình sinh tát một tát thật mạnh vào mặt bà ta. Ta nói vậy có đúng không? Ngươi chính là tên trộm gà. Xin lỗi con nha con đứng vậy mấy nữa trời ơi dơ bộ đồ đẹp của tôi hết trơn rồi. Để tôi hủi con, để tôi hủi con. Con hủi vậy mấy nè. Để con lần đầu tôi vô bà thì ghê quá trời ơi. Tôi có làm gì ác đâu, ngày rằm tôi cũng biết đi mua bông trái cây vậy tôi cúng. Trời ơi, tôi có ở ác đâu mà vậy với tôi với cái lụm đồ vô đi mua bông về cúng mà cũng bị vậy là sao trời ơi. Thiệt thành cái bà này. Đi, đi, bà đi, 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 bà kia, bà gì? Dạ. Chùa trời ơi, đứng lại. Mà lại dạ, gì vậy cô, gì vậy cô? Lại đây. Lại có trước đông người đây, tôi cho mọi người biết. Trời đất ơi, tôi mất cái áo. À, nhìn. Bà con ơi, bà con bố này để giùm tôi nè, coi giùm tôi nè. Nở làm nào, ha ha. Cái áo vỏ của tôi, con mẹ làm bộ đụng tôi cái giờ rớt ra, cái áo tôi nằm vỏ mẹ là sao hả bà? Bà dạ cái gì bà ăn cắp áo tôi không, ăn cắp áo tôi không? Bà con có nè, đây nè cái mặt gì mà ăn cắp nè, thấy không, thấy ghê không? Trời ơi bà này lấy rồi, đúng rồi bà kia, đúng rồi. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu bà con ơi. Bà con nghe tôi nói đây nè, tôi già cả rồi, nghèo thiệt, nhưng mà tôi không có cái lòng tham như vậy. Áo này đó, đây nè, áo này sao? Áo này là áo của tôi. Tôi đó là thợ may, tôi vừa may xong bây giờ đó, tôi đem giao cho người ta để mà tôi lãnh tiền, rồi tôi còn mua đồ, rồi tôi mua gạo, mua đồ giặt sắp gì cho lo cho con tôi. Thôi bà ơi, bà đừng có nói vậy, tôi nói cho bà biết nha. Bà con nhìn đi, cái mặt bà vậy mà có cái áo đẹp vậy, áo này của tôi. Đồ này là đồ của bà thôi. Bà con biết không, ở đây ai không biết tôi là chủ tiệm hàng vải nổi tiếng. Áo đẹp phải là của tôi, sao là của bà? Trời ơi, bà ăn gian vừa thôi nha. Tôi thưa lên, tôi la lên cho mọi người bắt bà bây giờ đó. Dạ không, tôi không có ăn cắp. Tôi nói vậy là quan cho tôi lắm. Cô nói vậy là quan lắm. Cái áo này là áo của tôi. Áo của tôi. Dạ cái gì mà là áo của tôi? Áo của tôi, áo của tôi. Ê! Trời ơi, anh Quang ơi. Áo của tôi, ông bà này tôi, bà nói của tôi. Áo gì vậy? Anh Quang, nói anh Quang nghe nè. Trời ơi, anh Quang nghĩ coi. Cái áo này của em, lúc em đi vô đây nè, bà làm bộ đục em rớt xuống, bà lụm vô vỏ bà nước của bà, đúng không bà con? Bà con đây thấy anh vậy phải không? Trời đất ơi bà, sao bà già rồi bà làm cái chuyện gì mà kỳ cục vậy? Dạ Quang ơi, Quang nói gì tội nghiệp tôi lắm. Cô này cũng nói như vậy chứ không phải vậy đâu.
Cái áo này á, tôi là thợ may, tôi vừa may xong cái áo này để mà tôi đem giao cho người ta, rồi tôi còn mua gạo về nhà tôi sống nữa. Chứ tôi không có tiền, bây giờ cô lấy rồi tôi lấy tiền rồi mà tôi đi việc áo của tôi mà. Thế gì thấy tội nghiệp quá. Dạ. Người ta chân chất thật thà vậy. Áo của tôi mà đâu phải của bà. Bà nói đâu. Vậy là cái lý rồi, bà nói có lý á. Trời ơi, anh Quang ơi, em nói với anh Quang rồi. Trời ơi, anh bác phải vừa vừa thôi chứ. Ba hồi anh nói cái áo này của em, vậy anh nói của mẹ nó, của này của ai? Của tôi lấy nè. Của tôi. Quang ơi, cái áo này là áo của tôi quá. Em đây đứng nghe nè. Bà con nay nãy giờ thấy vậy phải không? Đúng rồi, này bà nói vậy đó. Đúng không? Áo có lý chứ. Đúng. Có lý. Chứ người sang trọng vậy nè ha. Thì cái bộ đồ này, cái áo này là xứng với bà là của bà chứ đâu. Bà nói vậy à. Áo này tôi mới may xong, bây giờ tôi đem nạp cho người ta đây nè. Quang ơi, tội nghiệp tôi mừng quá. Bây giờ tôi lấy cái gì tôi đền với người ta. Nói rồi nghe cảm động, cái áo này là của bà này à. Này bà đi may cho người ta, bà giao mà. Trời ơi, may đúng rồi. Anh Quang ơi. Gì nữa? Anh ba phải quá rồi anh Quang ơi. Ba hồi anh nói của bà này, ba hồi anh Quang nói của tôi, làm sao vậy anh Quang? Hả? Trời, bây giờ không được, bây giờ tôi phải đi kiếm Quang lớn hơn. Tôi nói quan lớn hơn xử vụ này mới được. Dạ. Giờ tôi chứng kiến vụ này mà tôi cũng không phải là quan lớn gì. Dạ. Cái vụ này rắc rối chi tiết lắm. Bà con thấy vậy cũng chưa có xử được đâu. Tôi sẽ hướng dẫn chị với bà già này lên trên chỗ này có quan xử vụ này mới được. À, có quan xử quá. Ừ. Rồi. Vậy tôi mời bà con đi theo làm chứng giùm tôi. Đi. Bây giờ bà cầm cái này đi. Dạ. Cái này của tôi cầm. Đó, của tôi mà. Xuống đây, đây, đi đi đi. Bà đi theo tôi bà chạy mất, tôi không ai mà làm chứng cho chăng. Bà con đi theo tôi. Đi mới được. Không chịu nổi mẹ này rồi. Người thiệt là rắc rối, tự nhiên lôi hai bà để về đây và kêu phân xử dù chiếc áo. Mà giờ hai bà có cái áo mà, biết cái áo đó của ai vậy mà xử hả? Dạ bẩm quan, thật ra cái chuyện này nó rất là đơn giản, dễ dàng thôi. Chỉ có một vật là quan sẽ tìm ra người nào gian là người thật. Vật gì? Đây nè. Sau khi xem xét những gì hai người nói và cho lính lệ điều tra thân thế của hai người, cả hai người đều có thể là chủ nhân của chiếc áo. Nhưng chiếc áo chỉ có một, cho nên không thể có hai chủ nhân. Dạ, cái áo này là của tôi. Dạ, của con. Dạ, của tôi. Trời, tôi nói hoài cái này của con mà Quang. Chiếc áo có thể của bà, cũng có thể của bà. Khó xử quá. Dạ, Quang biết rồi, cái áo này là của con mà. Đúng, rất là có thể là của bà. Vì bà giàu có, chủ một tiệm vải thì sẽ có số tiền để may một chiếc áo rất là đẹp như thế này. Dạ. Còn bà này là bà thợ may, bà ta cũng có thể là may được chiếc áo đẹp như vậy, cho nên rất là khó xử. Áo này của con mà Quang. Vậy của con. Áo này là của con mà Quang. Trời ơi, im lặng. Sau khi ta trằn trọc suy nghĩ thì chiếc áo không phải của bà này. Dạ đúng rồi. Quang thanh minh, công liêm, chân chính. Dạ. Ta thanh liêm, chính trực, công minh lắm. Dạ, bẩm quan ơi, chiếc áo này là của tôi mà Quang ơi. Nhưng Quang xử vậy là tội nghiệp cho tôi đó Quang ơi. Bà sao có cái áo này, cái áo đẹp là của tôi. Của tôi dạ, mà. Của con Quang, của con. Dạ. Nhưng mà chiếc áo cũng không phải là của bà luôn. Dạ, phải rồi đó. Dạ không phải. Con ấy của con. Của con mà, áo này của con. Nếu mà ta xử chiếc áo đó là của bà thì bà này sẽ bị thiệt thòi. Còn nếu mà ta xử chiếc áo này của bà này á thì bà sẽ bị oan ức. Cho nên ta quyết định. Lính đâu? Dạ. Lấy chiếc áo lên đây cho ta. Chiếc áo này rất là đẹp, đường may tinh tế. Dạ. Hoa văn rất là tuyệt vời. Lấy kéo cho ta. Dạ. Em có đem theo. Do chiếc áo này không phải là của hai người cho nên ta quyết định sẽ cắt bỏ nó. Dạ, Quang. Quang đã nói là cái áo đẹp, đường nét tinh tế. Thì Quang cũng biết giá trị cái áo là bao nhiêu rồi. Quang đừng có cắt, không có được đâu, uổng lắm. Dạ thôi, tôi đồng ý để nhường lại cho bả đi Quang. Ngươi chấp nhận bỏ và nhường lại chiếc áo này cho bà ta. Dạ.
Thôi được, ta sẽ theo ý ngươi. Và chiếc áo này tôi sẽ trao lại cho bà. Dạ 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 dạ. Lại quang. Bắt bà ta lại. Sao lại bắt tôi? Vì sao ạ? Chiếc áo này xét ra vô cùng giá trị. Từ tấm vải mai thành chiếc áo cũng trải qua nhiều giai đoạn, và người thợ cũng bỏ ra nhiều công sức và thời gian để hoàn thành ra nó. Chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới tỏ ra xót xa và tiếc rẻ. Nếu mà thấy chiếc áo mình cắt ra thành nhiều mảnh, bà ấy thà mất đi chứ không nỡ nhìn ta xuống tay cắt bỏ chiếc áo này. Mà cắt đi. Cho nên chiếc áo này đích thị là của bà ta. Còn bà có thái độ dửng dưng khi chứng kiến chiếc áo bị cắt xén, nên đã tố cáo bà chính là kẻ gian tham. Lại quan, lại quan, xin quan tha tội. Tại vì con nghèo quá nên con nghĩ bẩn, con nhận đại. Quan ơi, xin quan tha tội cho tôi. Thôi được rồi, sau khi xem xét hoàn cảnh của bà và bà tuổi già sức yếu, chỉ vì một phút nông nổi để xin lòng tham, cho nên ta xử bà. Hãy cầm chiếc áo lên và hãy trao trả chiếc áo và xin lỗi chủ nhân của nó. Dạ dạ dạ. Tâm lại quan, tâm lại quan. Dạ con nghe lời quan. Cô đừng nghèo, tôi nói cho cô. Thầy quá. Trời ơi, tại sao ngươi ngồi đây? Ngươi tìm được cách chưa? Bây giờ ta không biết thủ phạm mà lấy cái pho tượng đồng đen là ai nè. Còn ngươi ngồi đây thảnh thơi chơi với thóc hả? Giờ ta đang rối trí nè, không biết là thủ phạm lấy pho tượng là ai nữa nè. Những hạt thóc này sẽ giúp cho Hoàng tìm ra kẻ nào ăn cắp cái tượng đồng đen. Ngươi nói cái gì? Những hạt thóc này? Dạ. Pho tượng đồng đen được cất kỹ trên bệ thờ cao, phải bắt thang mới lên lấy được. Chùa thì thường xuyên có người lạ ra vào cúng tế, cho nên người lạ không thể nào dám lấy. Bây giờ ta khẳng định người lấy pho tượng Phật chính là một trong những người ở trong cái chùa này. Dạ bẩm quan, nghe điều quan nói thật là xấu hổ. Tôi đây không biết dạy đệ tử, xin quan phán cho rõ ràng để mọi việc được minh bạch. Nông nổi quá, ở nơi tôn nghiêm vậy mà dám làm cái điều sằng bậy vậy à? Trật tự, trật tự. Đương nhiên ta sẽ có cách. Cách của ta có được chính là thần linh mách bảo. Lính đâu? Dạ. Vào trong lấy cho ta một ít thóc đã ngâm nước sẵn. Vì ta nghi ngờ người lấy pho tượng chính là một trong những người trong cái chùa này, cho nên tất cả những người ở trong cái chùa này, từ người ăn kẻ ở không trừ một ai, hãy tiến lên đây lấy vài hạt thóc và nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Đi đúng 3 vòng trong chùa, thần thánh hiển linh, hạt thóc trong tay kẻ trộm tự động sẽ nảy mầm, còn người vô can thì không. Và nhớ phải đi đúng 3 vòng, vừa đi vừa niệm Phật. Lúc đó hạt thóc của người nào nảy mầm, người đó chính là kẻ trộm lấy pho tượng. Bây giờ ta đã biết thủ phạm là ai. 1, 2, 3, 4. Lính đâu? Dạ. Bắt người thứ tư lại cho ta.
ngươi, chính ngươi là thủ phạm lấy pho tượng Phật. Dạ thưa quan tha lỗi cho con. Thưa mọi người tha tội cho con. Thưa mọi người tha tội, thưa quan tha tội cho con. Thưa bạch thầy. Trời ơi, ngươi dám làm điều săn bậy đến như vậy à? Dạ bạch thầy, tại vì con chốt dại. Chốt dại cái gì? Ngươi thật là quá đáng. Bây giờ pho tượng ở đâu? Dạ thưa quan, pho tượng con còn để ở trong phòng của con á. Xin quan và bạch thầy mọi người tha tội cho con đi. Xin tha tội cho con. Xin tha tội cho con. Thần thánh hiển linh đã chỉ ra cho bằng được cái làm điều sằng bậy như vậy. Thực ra chỉ là một mẹo vặt mà thôi. Khi nghe ta nói vậy, kẻ trộm có tật giật mình, mọi người vô can đều thản nhiên nắm thóc mà đi. Chỉ riêng hắn, hắn sợ bị phát giác cho nên vừa đi vừa hé nhìn xem hạt thóc có nảy mầm hay không. Thế là tự dưng lại ông tôi ở bụi này. Cho nên ta chắc chắn một điều, hắn chính là thủ phạm. Xin quan tha tội. Xin quan tha tội. Không sao, mấy đứa đừng có làm cái lần lần vậy. Bây giờ mấy cháu chạy ra ngoài chợ đó, mua giùm ông có mấy cái thuốc nam với nhau. Ông bố cái chân về là nó hết đau rồi xong. Dạ. Rồi. Thế mà sao đồng ý không? Tôi thấy cậu á là hiền từ và dễ thương nên tôi gả con gái của tôi cho cậu. Chứ biết bao nhiêu mối lái đến đây hả? Gian sinh mà tôi đâu có gả. Ôi cáo trạng viết mà tao đọc từ nãy giờ không hiểu gì hết á. Ngươi khai từ đầu cho tao nghe. Dạ bẩm quan, chuyện là vậy, vợ chồng ông với hộ có đồng ý gả con gái làm vợ cho con, nhưng mà bây giờ con muốn từ hôn trả con gái về cho ông với bả. Chàng chờ em có lâu không? Hồi nãy giờ chàng chờ sốt ruột lắm. Không biết hồi này có tới với ta hay không nữa. Không biết còn lão già đó có chàng nào đi hay không nữa. Em đã hứa với chàng là em sẽ đi cùng chàng. Mình sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm suốt cuộc đời này mà. Em không có để chàng đi một mình đâu.